Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình xung đột ở tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về bàn cờ quân sự trên thế giới, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là càng ngày càng trở nên bất ổn hơn. Vòng xoáy của nó ngày càng lớn hơn. Và về sự bất ổn địa chính trị ngày hôm nay, nó đang khiến cho Mỹ phải đối diện với nhiều cơn bão lớn mà Hoa Kỳ cần giải quyết về mặt địa chính trị đấy. Đông Âu, Trung Đông và Đông Bắc Á là ba địa điểm nóng nhất ngày hôm nay. Nhưng mà những gì đang xảy ra ở tại Trung Đông trong cuộc không kích đáp trả của Israel, điều đó nó đang cho thế giới thấy về mức độ răn đe của phương Tây đã không còn. Để chúng ta thấy rằng bản thân Israel và Hoa Kỳ không muốn một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông nổ ra và rất lo sợ những cái cuộc đáp trả quy mô lớn đến từ Iran. Cuộc không kích vừa qua không gây tổn hại nhiều cho Iran, nhưng Iran đã đưa ra lời cảnh báo ớn lạnh tới Mỹ về những thảm họa mà họ đối diện. Và Iran sẽ đáp trả và buộc Israel phải trả một cái giá rất đắt, nhưng chưa nói cụ thể về thời điểm khi nào thì sẽ đáp trả. Nhưng với một động thái đấy thôi cũng đủ để cho lãnh đạo Israel và lãnh đạo phương Tây tập thể ngồi trên chảo lửa rồi, đúng không? Còn các vấn đề về địa chính trị thì phương Tây vẫn muốn sử dụng chương trình nghị sự là cách mạng màu nhằm bao vây đối với Nga đấy. Và bây giờ đây điểm nóng đang ở tại Georgia đấy. Chúng ta thấy rằng là châu Âu ấy, chủ tịch ủy ban châu Âu ấy, thì đã kêu gọi một cuộc điều tra về bỏ phiếu ở tại Georgia, bỏ phiếu quốc hội đấy. Châu Âu chả liên quan đến Georgia cả, thế nhưng là yêu cầu là điều tra. Và hiện tại đảng cầm quyền là giấc mơ Georgia đã có số phiếu áp đảo ở tại quốc hội của Georgia. Trước ngày bầu cử thì tuổi trẻ Georgia đã xuống đường rằng Georgia sẽ phải gia nhập đối EU. Và trong ngày 27 tháng 10 thì phe đối lập của đảng cầm quyền hiện tại thì cũng hô rằng là họ đã chiến thắng. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì phe đối lập khi mà có kết quả chính thức rằng đảng cầm quyền hiện tại là giấc mơ Georgia chiến thắng, thì phe đối lập không chấp nhận thất bại, từ chối thất bại và kêu gọi xuống đường biểu tình, đường phố kêu gọi, tức là lãnh đạo phe đối lập ấy. Nhưng mà lãnh đạo phe đối lập sẽ không thể hành động được nếu như bản thân sự việc này đã được Nga cảnh báo tới cho Georgia rồi. Cái điều quan trọng là những kẻ cầm đầu của phe đối lập có đủ để mà hành động cùng với đám đông xuống đường biểu tình đốt phá hay là không. Đến ngày hôm nay 28 tháng 10, người ta đang thấy kế hoạch của CIA Hoa Kỳ nhằm kích động một cuộc biểu tình chống Nga ở tại Georgia đã thất bại. Và một cuộc biểu tình nhằm lật đổ chính quyền hiện tại cũng đã thất bại. Phe đối lập từ chối thất bại và kêu gọi xuống đường biểu tình đường phố. Trò chơi này của nước Mỹ đã ứng dụng trong suốt thời kỳ đơn cực cho đến bây giờ. Và đến ngày hôm nay, trong gần 3 năm qua, Hoa Kỳ đã ứng dụng nó ở nhiều nơi bao gồm Mỹ Latin, Trung Đông và ở khu vực Trung Đông đấy, chỗ nào và Đông Âu đấy, đã không thành công. Trò chơi cách mạng màu của Mỹ khi mà không còn hiệu quả và quyền uy vị thế độc tôn đồng USD đang bị đe dọa thì nước Mỹ không thể hy vọng vào cách mạng màu để mang lại lợi ích cho mình, không thể còn hy vọng vào điều đấy được nữa. Những mong muốn của một phương Tây tập thể đang xa vời với thực tế, đang xa vời với thực tế rồi. Vì Nga Trung đã thể hiện rất rõ về sự trỗi dậy của mình rồi, đúng không? Thế thì khi mà thất bại trong cái kịch bản địa chính trị bao vây Nga Trung đấy, thì bản thân nước Mỹ ngày hôm nay cũng đang đối diện với những cái thảm cảnh mới về các vấn đề
của chính nội bộ Hoa Kỳ và đồng minh và các điểm nóng ở Trung Đông và Đông Âu. Thế thì ở Trung Đông ngày hôm nay thì Hoa Kỳ lại phải tìm kiếm cái giải pháp để làm sao Iran không đáp trả, để làm sao xung đột tại Trung Đông không bùng nổ. Đây cũng là một gánh nặng đối với Mỹ. Nhưng người ta đang thấy Hoa Kỳ đã thất bại trong con đường ngoại giao ở tại Trung Đông, đã thất bại về kịch bản giảm nhiệt ở tại Trung Đông. Iran cảnh báo Mỹ về những thảm kịch, dọa đáp trả thích đáng vào Israel. Với lời đe dọa này, nó đủ khiến cho cái gánh nặng trên vai nước Mỹ càng trở lên khó khăn hơn trong việc giải quyết địa chính trị ngoại giao. Iran tuyên bố là không muốn thổi bùng xung đột nhưng có quyền đáp trả cuộc tấn công của Israel. Trong cái công cuộc ăn miếng trả miếng giữa Iran và Israel thì thủ tướng của Anh đã tuyên bố rằng Israel có quyền tự vệ, nhưng nói rằng Iran không có quyền đáp trả cuộc tấn công Israel. Tiêu chuẩn kép tới mức độ công khai như thế không ạ? Sai lầm của phương Tây sẽ tiếp tục sai lầm khi mà họ sử dụng tiêu chuẩn kép. Chúng tôi không muốn xảy ra chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của người dân đất nước mình. Chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng sự xâm nhập của Israel, Tổng thống Iran tuyên bố. Nếu sự xâm nhập và tội ác của chính quyền Do Thái vẫn tiếp tục, căng thẳng sẽ ngày càng gia tăng và chúng tôi biết là Mỹ đang đẩy Israel vào những thảm kịch này. Mỹ từng cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến chống lại chúng tôi, nhưng họ không giữ lời hứa. Theo nhà lãnh đạo Iran thì trong 45 năm qua, kể từ khi thành lập năm 1979, Iran và người dân nước này đã chứng tỏ rằng họ sẽ không bao giờ nhượng bộ trước bất kỳ hành động xâm nhập nào. Vào ngày 26 tháng 10 thì lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công không kích vào các mục tiêu quân sự của Iran. Quân đội Israel tuyên bố là các mục tiêu hàng chục máy bay chiến đấu của Israel đã hoàn thành 3 đợt tấn công vào đêm ngày 26 tháng 10 và rạng sáng ngày 27 tháng 10. Quân đội của Iran xác nhận một số cơ sở nước này ở tại Tehran đã được, tức là các mục tiêu quân sự như báo cáo của Israel là các mục tiêu đặt ra đã được hoàn thành. Thì với những kịch bản căng thẳng ở tại Trung Đông, nó không mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ, nhưng bản thân Hoa Kỳ thì lại không muốn hòa bình cho Trung Đông, không muốn hòa bình Trung Đông. Hoa Kỳ chỉ muốn hòa bình cho Trung Đông khi mà bản thân Trung Đông đã hoàn toàn nằm trong bàn tay của Mỹ. Đó là kịch bản đại Trung Đông của Hoa Kỳ. Trong khi đó, xung đột Nga và Ukraine nó được coi là then chốt quyết định vị thế của Mỹ trên vũ đài quốc tế. Vấn đề tại Ukraine ngày hôm nay nó đang quyết định điều đấy. Thì ở tại Ukraine, Nga đang nắm thế chủ động, Nga đang nắm thế thế đó là thượng phong đấy, lợi thế trên toàn diện chiến trường, thì càng khiến cho vị thế và quyền uy của Mỹ bị mất, chứ không thể nâng cao vị thế của mình được. Như chính trị gia phương Tây tiết lộ là châu Âu sẵn sàng làm điều gì vì xung đột Ukraine ngày hôm nay. Cựu nghị sĩ châu Âu ấy, cho biết trên mạng xã hội X rằng là EU sẵn sàng chi hàng tỷ euro cho cuộc xung đột ở Ukraine bất chấp cái chết của hàng trăm nghìn người Ukraine. Phương Tây tập thể sẵn sàng chi tiền và không cần quan tâm tới cuộc sống và sinh mạng của người Ukraine, không quan tâm tới hòa bình cho Ukraine. Hành động này cho thấy là châu Âu đã hoàn toàn trở thành chư hầu của nước Mỹ. Họ đang hành động vì những quyền lợi của nước Mỹ, chứ không phải vì những quyền lợi của người dân châu Âu nữa. Chính trị gia này phàn nàn rằng là EU vẫn sẵn lòng đổ hàng tỷ USD vào cuộc chiến ủy nhiệm Mỹ-NATO ở Ukraine, bất chấp thực tế là hàng trăm nghìn người thuộc tầng lớp lao động của Ukraine đang chết một cách đó là vô ích. Ông cũng phàn nàn rằng là các thành viên ấy, trong nghị viện của châu Âu không lên tiếng phản đối viện trợ và tài chính cho Ukraine. Trước đó thì Nga đã gửi công hàm tới các nước NATO về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Lavrov lưu ý rằng là bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các nước NATO đang đùa với lửa khi cung cấp vũ khí cho Ukraine, và Điện Kremlin nhấn mạnh rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không góp phần vào sự thành công trong cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, mà chỉ tạo ra những thảm họa tiêu cực cho nhân dân Ukraine thôi. Ông Lavrov cũng tuyên bố rằng là Mỹ và NATO có liên quan trực tiếp tới cuộc xung đột ở Ukraine, không chỉ bằng việc cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân sự như là Anh, Đức, Ý và các nước khác. Nhưng ngày hôm nay những vũ khí hiện đại phương Tây viện trợ cho Ukraine đang được vận hành trực tiếp từ quân đội của phương Tây, chứ không phải là từ binh sĩ của Ukraine. Tức là phương Tây đã có động thái tham gia trực tiếp vào cuộc chiến rồi. Toàn bộ sườn đông NATO và lá chắn phòng thủ của NATO đã bị vỡ trận trước đòi hỏa lực của Liên bang Nga. Nhưng mà Ukraine vẫn cứ là một quân bài, là một quân tốt thí để phục vụ cho lợi ích của Mỹ thôi. Zelensky đang trở thành tội đồ dân tộc, dân tộc toàn diện, đang trở thành tội đồ dân tộc. Pháp và Đức phản đối bỏ qua quyền phủ quyết của Hungary về viện trợ cho Ukraine. Một số quốc gia EU bao gồm cả Pháp và Đức phản đối ý tưởng cơ quan chính sách đối ngoại EU bỏ qua quyền phủ quyết Hungary về việc viện trợ Ukraine, tờ Bloomberg đưa tin. Tức là việc phản đối của Hungary thì kệ Hungary, nhưng viện trợ vẫn cứ được đưa tới. Đây chính là trò chơi bày đàn toàn diện mà châu Âu đang thể hiện, không còn là liên minh đoàn kết và không còn là liên minh về kinh tế nữa. Nó đang trở thành liên minh quân sự và dưới trướng của Hoa Kỳ để thực hiện các quyền uy và lợi ích cho nước Mỹ thôi, chứ không phải lợi ích cho người dân châu Âu nữa. Ấn phẩm cho biết là Pháp và Đức đang bày tỏ quan ngại về đề xuất của cơ quan ngoại giao EU nhằm phá vỡ quyền phủ quyết của Hungary về viện trợ cho Ukraine. Bài báo lưu ý rằng là một số thành viên của liên minh, bao gồm cả Pháp và Đức, cho rằng là tiền lệ như vậy có thể gây ra tổn hại cho quỹ hòa bình của châu Âu với tư cách là công cụ chính sách đối ngoại. Tuy nhiên thì vẫn chưa biết có bao nhiêu quốc gia khác ủng hộ sáng kiến này để đưa ra quyết định như vậy, và cần có sự ủng hộ của toàn thể, đó là 27 thành viên EU. Như đã lưu ý trong báo cáo thì Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Tổng thống Pháp Macron đã thảo luận về vấn đề hỗ trợ cho Kiev tại cuộc họp ở tại Paris trong tuần này. Quỹ hòa bình nhưng đang viện trợ chiến tranh, nhưng hòa bình quá đấy. Bởi vì châu Âu đã đặt mình dưới trướng của nước Mỹ rồi. Châu Âu ngày càng hành động, thể hiện rõ quan điểm phục tùng theo mệnh lệnh của Nhà Trắng. Vậy là các quốc gia châu Âu ngày hôm nay không có độc lập, mà đang là chư hầu nước Mỹ thôi. Mọi hành động đều để bảo vệ quyền uy của nước Mỹ thôi, chứ không phải là lợi ích của châu Âu nữa. Thế giới đang thay đổi, châu Âu thì đang bắt đầu ngày càng trở lên tụt hạng so với phần còn lại của thế giới. Đông Bán Cầu và Nam Bán Cầu đang đoàn kết, và Tây Bán Cầu thì đang tự cô lập mình. Còn chính trị gia phương Tây tiết lộ châu Âu sẵn sàng làm những điều mà ở tại Ukraine sẽ gây ra những thảm họa khó khăn và khôn lường hơn. Khi cuộc chiến kéo dài gần 3 năm, Nga đang tạo đà tăng tốc trên nhiều mặt của toàn bộ, đó là 9 tuyến. Trong đó mặt trận miền Đông đang nguy ngập với những thành trì quan trọng như là Borodka. Nga đang thực hiện chiến thuật là vây, siết chặt gọng kìm và đóng nắp đồi hầm. Lực lượng vũ trang Ukraine tìm đường tháo chạy trước khi mà rơi vào cái đồi hầm của gấu Nga. Còn truyền thông bộc lộ tình hình xảy ra trong quân đội Ukraine là đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Đây là những thảm kịch. Quân đội Ukraine không còn ý chí chiến đấu. Điều này đang khiến sự sụp đổ của Kiev đến gần hơn. Nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Địa chiến lược viết trong một bài báo của Infobrick. Rõ ràng là Kiev đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn, này còn chiến thắng quân sự của Nga chỉ là vấn đề thời gian. Nếu việc đưa ra tiền tuyến trở thành hình phạt ấy,
thì tinh thần của quân đội sẽ bị suy giảm nghiêm trọng và thậm chí là rất nghiêm trọng. Hành động bảo vệ đất nước trở thành một loại gánh nặng mới, Infobrick viết. Chuyên gia chỉ ra rằng là các trường hợp đảo ngũ ngày càng thường xuyên hơn trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang Ukraine do tình hình tồi tệ trên chiến trường, cũng như là hành động của bộ chỉ huy cử những người lính bất mãn đi làm nhiệm vụ để trừng phạt. Ông cho rằng là bây giờ điều đáng hy vọng duy nhất đối với người Ukraine là Kiev đầu hàng để họ sẽ không phải tiếp tục chiến đấu và chết một cách vô ích. Nhà quan sát nhấn mạnh rằng là khi tinh thần bị suy yếu giảm, bị suy giảm thì thất bại là điều khó tránh khỏi. Cơ hội cho Ukraine ngày hôm nay và nhân dân Ukraine ngày hôm nay là đầu hàng trước đó là Nga, là con đường duy nhất để bảo vệ đất nước và hòa bình cho Ukraine và phần lãnh thổ còn lại. Phương Tây tập thể cũng nhận ra điều này, nhưng họ không chấp nhận sự thật là Nga chiến thắng. Họ không chấp nhận về điều đó thì kết quả cuối cùng nó sẽ là thống nhất dân tộc. Chính giới tình báo phương Tây cũng không hiểu bước tiếp theo của Tổng thống Putin là gì. Tổng thống Putin cũng hy vọng là NATO đã nghe được cảnh báo về cuộc tấn công tầm xa của Nga, cũng hy vọng được với điều đấy. Đừng bước qua làn danh đỏ để rồi họ trả giá đắt. Tổng thống Putin đã bày tỏ hy vọng rằng NATO đã nghe được cảnh báo của ông về hậu quả của việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Tổng thống Putin cho biết là hồi tháng 11 ấy, rằng là Moscow sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy là một cuộc tấn công trực tiếp của các quốc gia cấp vũ khí, trong bối cảnh phương Tây ngày càng tham gia nhiều hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga cũng đã đề cập tới việc cập nhật học thuyết hạt nhân mới trong trường hợp nào sử dụng. Và những lời dân đe này đến từ Liên bang Nga. Tổng thống Putin hy vọng rằng phương Tây tập thể đã nghe được nó và có cách hành xử một cách hợp lý hơn. Còn nếu không, họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt với cuộc tấn công phủ đầu đến từ Liên bang Nga vào NATO. Sau lời tuyên bố này của Tổng thống Putin, chúng ta nghe xem là công dân của EU và phương Tây tập thể họ đã nói cái gì. Tôi cũng hy vọng là vậy. Nếu có một điều tôi học được về Tổng thống Putin thì đó là ông ấy làm chính xác những gì ông ấy nói ông ấy sẽ làm. Austin dường như đã hiểu điều đó vào lúc này, nhưng thời gian sẽ trả lời. Nếu phương Tây hiểu sai điều này thì có lẽ đã đến lúc phải chứng minh sức mạnh thực sự của Nga. EU dường như là vẫn có khả năng hăng hái về sự leo thang như vậy, đặc biệt là các quốc gia vùng Baltic ấy. Nhưng đó rất có thể chỉ là sự khoe khoang. EU sẽ không tự tin để có thể khai hỏa chống lại Nga ngày hôm nay. Những bước đi sai lầm của phương Tây ngày hôm nay có thể phải trả bằng một vùng hoang mạc ở phương Tây. Lúc đó sẽ không thể cứu vãn được. Những người tiền nhiệm của ông nghĩ rằng là phương Tây hiểu được việc mở rộng của NATO sẽ mang lại điều gì. Nhưng hãy xem điều đó mang lại cho chúng ta điều gì. Bạn làm những gì, bạn làm như họ làm, tôi nghĩ là tốt nhất trong một nền dân chủ, và chấm dứt cái quyền bá chủ của phương Tây. Chúng tôi ủng hộ cho một thế giới đa cực và chấm dứt toàn bộ thế giới do Mỹ thống trị ngày hôm nay. Quyền bá chủ của nước Mỹ đang bị đe dọa. Đây là những cơn bão lớn về địa chính trị đang ập tới nước Mỹ. Hy vọng là tôi sai này, nhưng xét theo những tín hiệu lẫn lộn và lời nói dối mà phương Tây truyền bá của họ đấy, họ đã bật đèn xanh cho Ukraine rồi. Họ chỉ đang chờ người phụ nữ đó là Kamala của họ tuyên thệ, và sau đó là họ sẽ tiến hành bước đi ngu ngốc này. Đây sẽ là một con đường nguy hiểm cho chính châu Âu cũng như là cho cả thế giới. Chúng ta hy vọng họ nghe thấy ông ta nói to và rõ ràng. Thật ngạc nhiên, nhóm NATO biết rằng là giới lãnh đạo dân sự tại Washington đã phạm sai lầm chiến lược khi đánh thức một gã khổng lồ.
Bây giờ Lầu Năm Góc đang cố gắng hạn chế điều đó và đưa Hoa Kỳ ra khỏi mớ hỗn độn này, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn. Khi mà vòng xoáy địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng và các bước đi sai lầm ở tại Ukraine ngày càng có lợi hơn cho Nga. Trên chiến trường Ukraine thì Nga đang công phá các phòng tuyến quan trọng. Pháo đài tiểu huyện Donbass đang rất lâm nguy. Nhưng phương Tây lại chưa làm gì để giúp cho Ukraine ngày hôm nay. Quân đội của Nga tăng tốc tiến công với và trên đà kiểm soát các mục tiêu quan trọng ở miền đông Ukraine trong những ngày gần đây. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, đơn vị chuyên theo dõi những thay đổi hàng ngày ở tiền tuyến, cho biết lực lượng của Nga đã tiến về phía đông và đông nam của Bobrovka, khiến cho Bobrovka đang trở nên lâm nguy hơn, khó khăn hơn. Nga đang kiểm soát thêm nhiều đất đai hơn ở tại Donetsk, từng bước giải phóng toàn bộ Donbass. Khi các chiến tuyến lâm nguy, nồi hầm được đóng nắp, thì Ukraine cũng đang nằm trong thế tuyệt vọng, cùng với NATO trên con đường viện trợ để hỗ trợ cho Ukraine. Khi bầu trời không được bảo vệ, các gói viện trợ càng dễ bị tổn thương trước hỏa lực của Liên bang Nga. Đây là những gì mà người ta đang thấy. Một phương Tây tập thể đã huy động lực lượng đồng minh chư hầu cùng nhau hỗ trợ nguồn nhân lực lớn cho Ukraine để chống lại Nga nhưng bất thành. Họ muốn khiến cho Nga trả một giá rất đắt. Nhưng ngày hôm nay người ta đang thấy một phương Tây tập thể đang phải trả một cái giá rất đắt, chứ không phải là Liên bang Nga nữa. Tình hình địa chính trị thay đổi. Phương Tây tập thể đang đối diện với những cơn bão lớn, với sự bất ổn ở chính nội bộ của mình và đồng minh. Vinh quang sẽ dành cho nước Nga và vinh quang sẽ bước tới thế giới đa cực, chấm dứt chủ nghĩa do Mỹ dẫn đầu. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.